Sám văn. Phật dạy: sống phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, kính sư, quy y Tam Bảo, siêng tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả. Xem kẻ quán người thân như nhau, không khinh người già nua, cô quả, không xem thường kẻ nghèo, sẵn lòng giúp đỡ, không ôm tâm ác đối với người. Nếu tu được như vậy thì cũng đã báo được ân chư Phật, hằng xa lìa ba đường ác, không còn đau khổ nữa. Giải thích: người tu ai cũng muốn thành tựu, khai mở đại trí huệ, nhưng do căn khí bất đồng nên mỗi biểu hiện khác nhau. Có người sinh ra thông minh hiếu học, có kẻ ngu độn, giảng theo lục đạo luân hồi thì có người vừa mãn kiếp trời là sinh vào nhân gian nên rất thông minh. Có kẻ mãn kiếp súc sinh rồi mới lên nhân gian làm người nên còn ngu độn. Chẳng hạn như người vốn là nhà thần trên trời, khi sinh xuống nhân gian thì ngay từ nhỏ đã bộc lộ thiên tài âm nhạc. Nếu họ ở trên trời từng là vũ công thì khi sinh xuống nhân gian ngay từ nhỏ đã giỏi khiêu vũ. Do người trên trời dư báo chưa tận nên phúc cũng còn nhiều. Còn kẻ trước khi đến nhân gian, nếu từng là loài khỉ dượng thì tánh ắt hiếu động. Còn loài từ trong hổ lang tới ắt tính hung hãn, ưa đấu đá, như nam nhân từ cõi Atula tới sẽ có tính hiếu chiến, ưa đấu tranh, tướng mạo hùng mãnh. Các nữ nhân từ Atula tới tuy xinh đẹp như tiên nhưng có tâm tật đố rất mạnh. Xin kể câu chuyện thực về một nữ nhân từ cõi trời hạ phàm để quý vị tham khảo. Mỹ Tú. Năm 1990, ở Nam Kinh có một nữ giám đốc đến hỏi Quả Lâm thế này: mẹ tôi năm nay 70 tuổi, bị bệnh tim đã 2 năm, lại còn mắc bệnh xuyễn nghiêm trọng. Quả Lâm hỏi: có phải mẹ cô thông minh, khéo tay, tính rất ưa theo thùa? Cô ta vừa nghe hỏi thì mặt mày hớn hở, rồi khoe ngay: đây là thiên tài trời phú. Lúc 12 tuổi, mẹ mình đã nổi danh theo đẹp khắp xa gần. Hiện tại dù bà bị bệnh, nằm trên giường đã 2 năm, nhưng chẳng chịu ở không, còn tự thêu áo gối cho các cháu trai cháu gái, để sau này đến lúc kết hôn chúng có mà dùng. Các cháu đều kính yêu bà. Do chứng bệnh tim chữa trị tốn rất nhiều tiền mà không hết, nên cô rất lo cho mẹ. Cô vừa kể vừa rơi nước mắt. Quả Lâm bảo: cô đừng buồn thái quá, là con người thì phải có sinh và bệnh chết, y viện không thể nào trị lành cho tất cả bệnh nhân. Mẹ cô đời trước là thiện nữ ở cung thêu, thuộc cõi Đao Lợi Thiên. Do chúng trời cõi dục giới tâm còn dục vọng, nên khi bà dùng thiên nhãn quan sát nhân gian, nhìn thấy tình yêu nam nữ ở cõi nhân gian, liền khởi niệm ưa thích. Cũng do bà có nhân duyên đời trước với phụ thân cô, nên bị nghiệp tham ái này trói buộc, khiến xui dẫn dắt. Vì vậy mà bà lập tức bị đọa, đầu thai vào nhân gian. Thời gian trên trời dù ngắn ngủi, chỉ tợ uống chừng ly nước, thì dưới đất đã trải qua mấy mươi năm rồi. Vì vậy mà khi các thiên nhân phát hiện bạn mình vắng mặt, họ liền cúi đầu ngó xuống nhân gian tìm kiếm, thì thấy mẹ cô đã có con cháu đầy nhà rồi. Do lúc mang thân trời mà khởi ý niệm không thanh tịnh, nên mẹ cô bị quả báo là mắc bệnh tim. Cô có thể thay mẹ sám hối trước Phật, ở trước tượng Phật tụng kinh Địa Tạng cho mẹ. Hễ tụng càng nhiều công đức càng lớn. Bởi vì công đức tụng kinh có 7 phần thì mẫu thân cô chỉ hưởng được 1. Cô nên cho mẫu thân biết rõ lai lịch mình, để bà đích thân phát tâm sám hối sẽ hiệu quả hơn. Theo quan điểm của nhân gian, bao gồm các lập luận lẫn phim sách, đa số thường xúm nhau tô hồng tình ái, dệt gấm theo qua quanh nó, luôn mỹ quá và ca ngợi tình yêu nam nữ đủ điều, hoàn toàn chẳng biết rằng cho dù là
chánh dâm đi nữa vẫn không hoàn hảo và mỹ mãn như họ tưởng. Về điểm này xin hãy tìm xem kinh Thọ Thập Thiện Giới thì sẽ minh bạch. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật tuyên bố: tâm dâm chẳng trừ, trần không thể xuất. Còn nữa, mẹ cô khi nằm mà gối đầu nghiêng về bên tả là sai. Tôi thấy có hai vật bà không nên dùng. Một là cạnh bà có một túi vải, bên trong chứa toàn những vật màu trắng. Tôi tuy nhìn thấy nhưng chưa nhận rõ đó là gì. Hai là trên tường đối diện giường mẹ cô có treo bức tranh. Hai vật tôi vừa kể vốn không phải là của nhà các vị. Do vậy, chúng sẽ phát ra khí xấu chán nản, làm mẹ cô khó thở, không thoải mái. Nữ giám đốc kinh ngạc đến ngây người, rồi nói: em gái tôi làm hộ lý trưởng trong bệnh viện, do mẹ có đàm nhiều nên nó hay đem một số giải gạc trong kho dự trữ về để dành cho mẹ nhổ đàm chùi miệng. Em tôi nói ai công tác tại bệnh viện đều có thể tùy ý lấy về xài. Còn bức tranh treo tường là của bệnh nhân ra viện tặng cho y viện để cảm tạ, và y viện chia cho công nhân viên chức đem về nhà. Thế mà cũng không được hay sao? Quả Lâm bảo: lấy giải gạc là tài sản thuộc bệnh viện, đem về nhà dùng tức là phạm lỗi trộm. Biết quan tâm chăm lo cho mẹ là tốt, nhưng xài trộm đồ công là xấu. Do tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn như thế thì một khi quả trổ, ắt trong vui có khổ. Bức tranh là do bệnh nhân cảm tạ y viện, tức thuộc về tài sản của bệnh viện. Nếu khi nhận hay xài, mỗi người nên nộp một số tiền sung công thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Chuyện đem tranh phân chia cho công chức, hành động này là trút công bồi tư. Ai mà nhận tức đã tự đem luồng khí không tốt về nhà mình, và quả báo phải gánh vác sẽ càng lớn. Đây là kinh nghiệm tôi rút ra được trên đường học Phật. Thực ra loại chuyện này rất nhiều. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ, xin kể cúng dường quý vị. Trong các sách giảng giải, Ngài Tuyên Hóa hay kể về tình hình chư thiên cõi lục dục thiên, từ sơ thiền trở xuống như Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Kể rằng thiên nhân và người thế gian chúng ta hình thể giống nhau, cũng có kết hôn, chỉ là phẩm bậc càng cao thì cách biểu lộ dục niệm càng nhẹ. Ngài Tuyên Hóa đã giải thích các dục ở các cõi trời như sau: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, dục ôm nhau, Dạ Ma tay nắm, Đâu Xuất cười, Quá Lạc chỉ liếc thôi là đủ. Đấy là dục lạc sáu tầng trời. Nếu độc giả tinh tấn tu hành, một hôm nào khai mở thiên nhãn thì sẽ thấy rõ hết tình huống chư thiên nơi tam giới. Phàm phu như chúng ta vì không hiểu Phật Pháp, cho nên cử tâm động niệm không gì mà không là tội, không là nghiệp. Ta thường lý luận: ở gần hiên lầu trước được ngắm trăng, nên hay lợi dụng công tác chức quyền, ham lấy đồ công sử dụng như của riêng nhà mình. Có người còn cho rằng đấy là do mình hữu phúc, hoàn toàn không nhận ra đây là lòng tham si điên đảo, rất đáng thương. Người có hành vi như thế là do tham tâm xui khiến. Nếu muốn chuộc lỗi thì nên bỏ ra một số tiền để trợ học cứu nghèo, hoặc giao cho cơ quan từ thiện, hay giúp in thiện thư, kinh sách vân vân, cũng có thể tiêu trừ tội nghiệp. Bản thân chúng tôi đã mua nhiều tập khai thị của Ngài Tuyên Hóa tặng cho người để sám trừ thâm tâm mình. Bởi vì sách này dạy chúng ta minh bạch nhân quả, hiểu nên làm người ra sao. Chúng ta không nên xem thường mình, tuyệt không phải đời này chúng ta mới bắt đầu học Phật. Nếu vậy thì ta chẳng thể tham dự lạy bảo sám hoặc nghe kinh Pháp. Ngài Tuyên Hóa giảng: phàm những ai có thể nghe kinh Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm, thì người này đã trồng nhân duyên rất sâu với Phật. Vì vậy chúng ta nhất định phải phát vô lượng bồ đề nguyện,
sinh tâm dũng mãnh, sám hối lỗi xưa, tỉnh giác liền, hành Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh chu toàn, thì thế gian nơi nơi đều là đạo tràng, chịu trì giới, ắt có định huệ hiện tiền. Sammo di soha.